Chào mừng quý vị đã đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em 4 cái dòng máy cân bằng laser của hãng Lightside mà được rất là nhiều anh em thầu thợ tin dùng ha. Lúc trước những cái dòng máy cân bằng laser Lightside này giá rất là mắc nên nhiều khi anh em mình mua nó hơi ngợp chút, nhưng mà hiện tại bây giờ giá đang rất là tốt rồi anh em. Ngày xưa cái dòng này là tới 3,5 triệu anh em, cái dòng mà 5 tia màu xanh S686 nè. À, tới 3,5 triệu luôn á, thì bây giờ giảm xuống chỉ còn có 2,850,000 thôi. Đã gồm một cái chân cao 1,5 m của hãng Lightside luôn nha anh em. Giá này đã gồm một cái chân cao 1,5 m ha. Đó, một chút xíu mình sẽ giới thiệu cụ thể thêm cho anh em về cái dòng này ha. Những dòng này rất là xịn luôn ha, nhiều anh em thầu thợ rất là hay dùng. Mấy nay mình bán dòng này ok lắm anh em ha. Kế tiếp đây là cái dòng 3D hay là dòng 12 tia. Cái dòng này ngày xưa bán là 6,5 triệu, nhưng mà những cái dòng sau này anh em nó sẽ có nâng cấp lên những cái mã khác nhau, như cái mã này là L366SL. Hiện tại bây giờ giá chỉ còn có 3,800,000 thôi anh em á, chỉ còn có 3,800,000 thôi, rất là hợp lý để chúng ta mua. Ngày xưa dòng tới 6,5 triệu luôn, rất là mắc nha. Lightside nó mang tiếng mắc đó giờ luôn anh em nha. Nhưng mà sau này thì hãng nó có thì theo cái tình hình thị trường á, thì hãng nó sẽ có điều tiết lại về cái giá bán có nhiều về cái sản phẩm á, cho sao cho nó cho nó phù hợp anh em, chứ nếu mà để giá 6,5 triệu ngày xưa bán rất là khó bán. Rồi kế tiếp nữa, đây là cái dòng 2 tia treo tường màu xanh nè, giá 2,3 triệu, và 2 tia treo tường màu đỏ giá 2 triệu nha. Thì đây là những cái dàn mà phù hợp với tất cả những anh em luôn. Ví dụ như 2 tia thì anh em có thể là đóng thạch cao nha, cân gì đó mình đóng thạch cao mua 2 tia, còn anh em mà muốn 3D thì mình xài 3D có đủ luôn ha. Còn anh em muốn 5 tia thì mình có 5 tia, có đủ bộ luôn để chúng ta có thể mua về nó phục vụ công việc ha của chúng ta. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết từng sản phẩm nha anh em, chờ chút. Rồi tiếp tục anh em á, giờ mình sẽ đi vào cái máy 5 tia trước nha. Rồi 5 tia này có mã là LSG686SBD nha. Cái dòng này thì cái thân nó là màu cam đen. Đó. 2,850,000 kèm thêm một cái chân nha anh em. Đã gồm chân đựng chống hợp rất là đẹp, cứng cáp cực kỳ. Lightside nó là một công ty chuyên sản xuất về máy cân bằng laser hoặc các thiết bị laser nha anh em, nó là chuyên luôn nha. Anh em có thể tham khảo tại website nè, lightside.com hoặc lightside.com.cn nha, nó chuyên luôn. Nó nói về công nghệ hoặc là về thiết bị hoặc là chất lượng, ok. Cái thùng ngoài là đẹp cực kỳ luôn ha. Máy trang bị nó là một cái cục sạc, một cái hộp, hộp này đựng pin dự phòng thôi, chưa có pin, bỏ pin vô. Rồi một cái máy nó trang bị cục pin sẵn đây nè anh em á, pin này xài rất là lâu nha, xài tới 3-4 tiếng rồi đó. Rồi một cái kính nha. Rồi hết rồi, dây đeo, miếng dây đeo nằm ở đây. Rồi ok, em sẽ quan tâm một cái máy này nè. Đây. Rất là đẹp. Cái máy này nó thiết kế cái chân này là cao su nha, nên anh em bỏ vô để như này, nó cái độ mà nó trượt nó không có. Những dòng cái khác là mà kim loại anh em để cho nó dễ bị trượt. Còn dòng anh em để xuống nền, xuống gạch gì ha là cái độ cứng cáp cực kỳ luôn. Cao su cũng xịn anh em ha. Đó, cao su nè. Rồi nó bọc đây cũng là cao su nè nha. Rồi, kế tiếp ở trên thân như đây nè, những cái đầu như này nè, nó phủ tất cả như này bằng cái viền cao su hết nè ha, để nó hạn chế vấn đề mà va đập. Đó. Hàng chính hãng của Lightside, bên hàng mình đã bảo hành 1 năm nha anh em. Bảo hành 1 năm. Rồi, ở dưới đây thì nó có những cái vạch chia ở đây thì nó sẽ khắc trên đây luôn ha. Đó, rồi. Cái núm này là chỉnh cái cự ly gần nè. Anh em muốn chỉnh qua trái qua phải hoặc là 1 ly hay ly gì đó thì anh em chỉnh cái này. Nếu anh em chỉnh ly thì anh chỉnh cái này không chỉnh được nha, phát buồn nó chỉnh cái núm này nè. Trái qua lại. Rồi sạc pin thì nó cắm vào trong đây. Anh em cắm sạc pin vào trong đây nha, lưu ý giùm. Chứ đây mình không có cắm sạc pin trên đây được nha anh em. Rồi. Đó. Mình sẽ bật nguồn cho anh em thử nha. 5 tia thì bấm nút H thì nó ra một tia nằm, cái tia nằm ngang. Anh em lý ha, khi mà cái tia này á, khi mà chúng ta chiếu đây nè, anh em lý nè. Đó, cái tia này nè, khi mà anh em chiếu ở trong trời tối á ha, thì cái tia nó rất là sáng, rất là đậm. Nhiều anh em cứ nghĩ là cái tia nó to đó, không phải nha. Mình chiếu ngoài trời, ví dụ như càng gần thì tia càng to, mà càng xa ra, ví dụ như chiếu buổi tối nè, buổi tối thì anh em nên để ra chế độ mà tia nó thấp thôi. Chỉnh cái phím nè, chỉnh cái phím này cho cái tia nó nhỏ lại ha, để vừa tiết kiệm mà nó không có bị xoáng, nó bị sáng quá là bị con mắt mình nó bị lè đi á. Rồi tốt nhất anh em nên đeo cái kính kia vô ha, nếu mà cái tia mà nó hơi tối, nó hơi to thì đeo kính vô để chúng ta thấy cho nó rõ hơn nha. Đó. Rồi, cái tiếp nút V này ha, là hai tia hai bên đây. V2 thì hai tia nằm bên đây. Nó chia ra như vậy anh em. Còn nút B này là tăng giảm hồi sáng thôi nha. Đó.
Còn khi mà chúng ta bấm nút bên này lâu nè thì nó sẽ chế độ khóa tia. Nếu mà anh em muốn xài chế độ khóa tia á, thì chúng ta sẽ tắt on off đi ha. Này nè, mình off đi, mình cái nút bên đây nó có núm nè, mình off đi nè, mình dùng chế độ khóa tia bấm lâu một chút là nó sẽ hiển thị, bấm lên cái này hiển thị chớp 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 là đỏ đỏ thấy không. Rồi đó là chế độ khóa tia đó. Khóa tia thì mình cầm mình muốn xoay đâu mình xoay được ha, nó là khóa tia rồi thì mình muốn xoay được thì mình xoay rồi, nó vậy thôi. Đó, nhiều anh em mình nhìn qua là mình biết cái công năng công năng nó liền, và khi xài thì mình bật cái on này lên, bật cái on lên thì nó sẽ chế độ cân bằng, nó sẽ chớp liền ha. Đó, nghiêng rồi nó sẽ chớp đó. Rồi xoay trái xoay phải đây nha, núm này để xoay qua trái qua phải 1 mm 2 mm này nè, nhỏ 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 rồi đó. Còn anh em xoay lớn này thì anh em xoay qua không có nhỏ không có được đâu. Rồi ok ha, đây đẹp cực kỳ luôn. Rồi 2.850.000 cho cái máy cân bằng laser này. Cái dòng này thì kéo kèm theo một cái chân nha. Rồi kế tiếp đây là dòng máy cân bằng laser 3D hay gọi là dòng 12 tia anh em. Cái dòng này cũng nãy mình quên giới thiệu, nó cũng là kèm cái chân nha, giá 3.800.000 kèm cái chân của laser cao 1,5 m. Cây ha, có cái mã là LSG666SL. Dòng này nó là 3D nha, 12 tia. Đó. Thì dòng này chúng mình có review mấy lần rồi, hôm nay mình tổng hợp cho anh em thôi nha. Nằm trong cái túi vải như này đây. Dòng này có người bán ok lắm nha, được lắm. Trời ơi, tới từ lúc những mẫu trước trước là 6 triệu mấy anh em cũng mua được ha, mình bán những dòng đó ít. Thì sau này anh em thì hãng nó mới cạnh tranh này nọ mới điều chỉnh lại từ từ ha. Trang bị theo một cái hộp dùng pin dự phòng, chưa cần pin nha, chúng ta bỏ 4 pin dự phòng ở đây. Và một cái để treo tường nè, cái nắp này để gắn đầu treo lên nè, chút xíu mình sẽ chỉ anh em cách xài ha. Rồi cái bát để bắt vô tường, đinh đóng là đóng vô tường nè ha. Rồi cái miếng này để lấy cái điểm tia nè. Rồi một cái cục sạc nè, một cái máy đây, máy rất là đẹp luôn. Cái máy 3D của hãng Lifesize đẹp cực kỳ luôn, giá 3.8 đáng đồng tiền luôn anh em nha. Cái dòng mẫu nó đẹp quá trời đẹp luôn, cao su chụp nhựa nè nha. Anh em lưu ý khi mà quét cái tia thì nó sẽ có cái đầu này, nó sẽ có bốn cái cạnh, 1, 2, 3, 4. Tất nhiên bốn cạnh này khi quét ra tia nó sẽ bị đứt khúc một chút xíu, chuyện bình thường nha. Đó, nhiều anh em không để ý thì hỏi. Thì trên đây nó quét tổng cộng là trước sau trên dưới trái phải, nói chung là trong cái phòng không gian nó quét sạch luôn, nó quét hết nguyên không gian đó, trước sau trên dưới trái phải đầy đủ ha. Đó, on off nằm ở đây, pin thì gắn dưới đây nha, pin thì nó có sẵn ở đây rồi, chúng ta chỉ cần bỏ vô thôi. Pin thì tháo ra nha anh em, tháo ra nên cắm sạc. Hàng này cũng bảo hành là 1 năm, pin 7,4 V ha, 7,4 V đó, 3500 mAh. Pin có Lifesize nè, Lifesize trên hãng luôn nè, đó Lifesize luôn. Rồi bỏ vô học pin này, nó có những cái viền cao su đây để nó chống nước nè ha. Đó, gấp lại cưng ngắt. Cái lỗ đây thì nó sẽ có hai lỗ, một lỗ này để gắn cái chân đứng nha, cái chân đứng đó anh em gắn cái lỗ này nè, còn cái lỗ nhỏ này để gắn thiết bị này nha, thì gắn cái thiết bị này. Nhưng mà khi mà chúng ta treo thì khi anh em treo thì chúng ta sẽ xài cái thiết bị cái chụp này nè. Đó, khi treo thì xài cái này. Rồi chút xíu mình sẽ hình dung cái treo anh em xem nha. Giờ đây nè, bật nguồn lên nè ha. Trên đây thì nó sẽ có nút bên đây nè, nó nằm quay phát nè, bấm nút bên đây nha anh em, nút mà nó có không là trừ trừ nè, bấm cái nữa ha. Đó, nó sẽ có từng tia như vậy đó. À, đó rồi xung quanh nè nha, đằng trước nè, ví dụ ở đây là phía sau nè, đằng trước nè đằng sau nè ha, bên trái bên phải ha, rồi bên trên nè nha, bên trên có nè, bên dưới có nè anh em ha. Đây nè, bên dưới thì nó hiện chỗ cộng đây, em thấy dấu đứt khúc không, đứt khúc này nó là do bốn cái cạnh này nè. Nhiều anh em hay hỏi hay thắc mắc cái này, mình nhìn thì biết rồi cũng ha. Thì đó, thì nó đứt khúc chỗ đó thì bình thường nha, không có vấn đề gì hết á. Rồi nghiêng thì nó sẽ báo thôi ha. Đấy, nhẹ nhàng. Cái dòng của Lifesize anh em cầm nó ghiền lắm, anh em thử cầm cái dòng Lifesize nó ghiền hơn những cái dòng mà giá rẻ nó tầm 2 triệu mấy chỗ, nhìn cầm nó không chất lượng bằng cái dòng Lifesize đâu anh em. Mình có tiền mình thêm chút xíu nữa mình mua dòng này xài nó sướng, bảo hành 1 năm ha. Đó rồi bây giờ là tắt đi, mình sẽ có chế độ khóa tia nha. Em bấm tắt này luôn nè, xài độ khóa tia là mình off này luôn, bấm nút này nè, nút cái bên chữ B nè, chữ B với nhau nè thì nó cháy. Cái này mình sẽ bấm chế độ khóa tia ha, nó đầy đủ hết luôn nè, ở đây muốn chiếu cái gì chiếu ha, đó đầy đủ hết đó, chế độ khóa tia. Còn khi mà mình chế độ cân bằng á thì bật gạt này lên, gạt lên là chế độ cân bằng rồi đó nha, nghiêng là nó báo. Còn khi mà chữ B này có hai chế độ, khi mình ở chế độ cân bằng thì chữ B này làm nhiệm vụ là tăng giảm độ sáng, thấy không, tăng giảm chút xíu thôi nha, tăng giảm chút xíu thôi,
dù chúng ta xài trong một cái môi trường trong nhà tối gần thì chúng ta xài đồ sáng nhỏ thôi, đừng có xài nhiều quá. Nhiều quá nó cũng không có giải quyết được vấn đề gì đó. Nha, chúng ta xài dù trong môi trường trong nhà đi nó gần á, em thấy rõ rồi, mình để chế độ thấp thôi, nó tiết kiệm pin chúng ta thêm và cũng tiết kiệm về cái bóng nữa. Anh em biết cái nào cũng vậy, cái bóng đèn laser hay là cái bóng đèn ở nhà anh em xài nó cũng tính theo giờ. Bóng đèn là tính theo giờ, nó cháy trong thời gian bao nhiêu giờ thì nó sẽ tối từ từ, giống như mình đi mua cái bóng đèn gắn ở trần nhà mình á, 1 năm 2 năm rồi mình nó không chết mình cũng phải thay bởi vì nó đã mờ rồi. Thì những cái bóng laser, bóng đèn có laser nó cũng vậy, bình thường nó sáng như này nhưng mà anh em xài vài năm rồi thì cái bóng nó cũng tới tuổi rồi thì nó cũng phải mờ từ từ anh em á. Như vậy khi mà mình xài tiết kiệm những cái ánh sáng như thế này thì mình cũng tăng cái thời gian mình xài cho cái bóng mình lên thôi, để tiết kiệm tiền cho mình nha, chứ không phải là người ta chơi máy mình mờ quá như vậy rồi chúng ta tăng cho nó sáng maximum lên để được khen ha, không có đúng nha. Rồi đó là về cái công năng của đèn nha. Bây giờ mình sử dụng cái này như thế nào. Cái này nè anh em treo vô tường ha, cái này thì nó hết vô đây đó. À, quên, hết vô đây thì nó treo phải hết như này nè, treo ngược rồi đây nè đó nha, hết như thế này thì cái đèn này chúng ta sẽ chỉnh nè, chạy ra cho vô anh em á, chạy ra cho vô đó nha. Rồi cái này thì xoay, cái này thì nó sẽ vòng tròn nha. Rồi còn khi mà gắn vào á, thì anh em sẽ gỡ cái này ra, anh em sẽ gỡ cái ốc này nè, ốc này nè thấy không, gỡ ốc này nè, gỡ ốc này nè, về anh em gỡ ốc ra bỏ vô trong đây, nó sẽ có cái độ gắn đây nè, gỡ ốc ra thì nãy đây gắn ở đây ha, gắn bóp cứ ngắt luôn nha, nó bóp lại là cứ ngắt, nó treo trên đây treo lên luôn đẳng như nè, treo đồng tâm luôn. Ở trên đây thì nó sẽ có cái miếng đệm theo đây nè đó, anh em sẽ nới ra rồi chúng ta phải ấn nó xuống, ta gài vô nha, nó gài bốn cạnh đây nè, giữa cạnh này nó vô khớp này luôn nha, nó vô khớp như này luôn nha, cứ ngắt luôn đó. Rồi chúng ta miếng keo thì chúng ta sẽ gấp keo lên đây nè đó, dòng này thì hổng mình có test thử một lần rồi ha, review luôn lần là 1 kỷ rồi, hôm nay mình giới thiệu lại thôi đó. Rồi cái này treo ở đây, anh em treo vậy thì mình mới quay được nha, còn mình mà treo ở dưới lên thì nó bị vướng ha, treo ngược dưới lên nó bị vướng không có được, mình phải treo như thế này đây. Rồi ok ha, đó là về cái công dụng của cái núm này nha. Rồi với giá tiền 3.800.000 kèm theo một cái chân nha anh em, 3.800.000 kèm theo một cái chân, giá khá là hợp lý thời điểm hiện tại luôn đó. Ngành nào cũng vậy, khi mà đã cạnh tranh rồi thì bắt buộc những các hãng họ cũng phải đua nhau để họ tính toán làm sao đó để cho cái sản phẩm họ bán với giá tốt nhất cho anh em ha, mà chất lượng cũng ok đó. 3.800.000 cho cái máy này, bản thân mình bán live size hình như là 4 năm nay hết ta, 4 năm rồi anh em, bản thân mình bán live size 4 năm nay, phải nói là chất lượng nhiều khách hàng phản ánh là rất là tuyệt vời luôn nha. Chỉ có điều là thời điểm đầu thì hơi mắc, dần bây giờ giá đang rất là tốt rồi anh em á, giờ anh em mua live size giá rất là tốt rồi, nên thời điểm này mình trang bị máy móc ha, trang bị những dòng này thì rất là ngon. Nói về mấy cái bằng laser hiện tại thị trường Việt Nam á, thì ngoài những hàng chính hãng như Boss, Makita hoặc những dòng kia thì nó rất là mắc ha, rất là mắc. Nhưng mà về cái hàng Trung Quốc mà chuyên về laser mà hàng chất lượng á, thì chỉ có ông laser này là chất lượng nhất anh em, ok anh em ha. Rồi cái tiếp đây là dòng máy cái bằng laser 2 tia màu xanh. Cái dòng này rất là được nhiều anh em, rất là nhiều anh em thợ thạch cao đóng la phong, cần la phong ha, thợ nhôm á, nhôm kính thợ la phong anh em làm trời rất là nhiều luôn. Mình bán cho công ty chuyên về trần la phong thi công khách luôn á nha. Đó. Cái máy này thì nó không có gồm chân nha anh em, nó chỉ trang bị như vậy thôi và thiết kế 2 cái 500 thì nó hết vô nè. Đó. Bán rất là nhiều luôn. Cái dòng này thì xài rất là sướng. Máy trang bị chúng ta một cục pin trong đây sẵn rồi thì chúng ta chỉ việc về chúng ta xài thôi, xài xong thì chúng ta gỡ ra chúng ta sạc thôi nha. Pin nằm ở đây. Đó. Pin này thì nó là 7.4V 2 x 2000mAh là gấp đôi lên đó nha. Thì xài chúng ta gắn vô đây. Cái chân này rất là mắc nha anh em, chân này tới mấy trăm ngàn một cái luôn á, 500 bao nhiêu á, cỡ đó đó. Rồi. Thì bây giờ chúng ta treo lên chúng ta xài thôi, trang bị một cái hộp pin dự phòng nha, chúng ta bỏ mấy pin tiểu chúng ta xài một cục sạc. Ta gạt lên chúng ta xài nè. Đó, chỉ chiếu 2 tia thôi. 2 tia xanh. Đó, một tia đứng nè, một tia ngang nè và một tia dọc. Nó chỉ thiết kế như vậy thôi anh em á. Và khi chúng ta xài thì nó treo ở trên trần á, để chúng ta lấy cái code
nó có nền để chúng ta làm đóng thạch cao á, đóng trần á, thì rất nhiều anh em xài cái này, rất là nhiều luôn. Ngày xưa cái này thì tầm 2 triệu 8 okay. Cái này xưa 2 triệu 8, nó giảm từ từ xuống còn là 2 triệu 3 anh em, hiện tại giờ con này là 2 triệu 3 đó. Thì nó thiết kế vậy thôi, cây okay, ha, nghiêng lại chớp nè. Rồi bây giờ khóa tia, nó có chức năng khóa tia nha, mình off đi nè, anh bấm nút này nè, nút bên đây nè, bấm cái thì nó sẽ chớp chớp đèn này đó, nó làm khóa tia nè. Em muốn quay kiểu gì anh em quay nha, chức năng khóa tia nữa, được cái màu xanh thì nó rất là sáng và rõ nét nhé. Rồi ok ha, đó thì cái nút này cái tăng giảm màu sáng nè, khi mà chúng ta để chiếc cân bằng hay nút B này tăng giảm màu sáng, nó có hai chức năng giống vậy. Rồi này mình không giới thiệu nhiều ha, bề ngoài thì rất là đẹp rồi, anh em có thể nhìn cái bề ngoài nè, đẹp cực kỳ luôn nhé. Một cái cao su cái dòng Lifestyle thì anh em không mua thôi chứ anh em đã xài rồi được liền nha. Mình không khen, nhưng mà thực sự nhiều anh em mình bán cho nhiều cái đơn vị mà họ đi thi công á nè, nhiều lắm, bán nhiều cái đơn vị họ đi thi công mà thạch cao á, họ mua cái dòng này họ xài cho lính lính lát xài mà. Đó. Hàng này thì có đại diện Việt Nam bảo hành nên chất lượng ok lắm ha, anh em có gì thì mang ở đây mình sẽ cho hãng nó làm ha. Rồi 2 triệu 300 ngàn cho cái dòng máy này ok ha. Nếu như anh em muốn cái dòng máy giống như vậy rẻ hơn chút, đây 2 triệu, dòng này nó tia màu đỏ siêu sáng, thiết kế y chang ha, tia màu đỏ siêu sáng, hai tia treo tường màu đỏ mà dòng siêu sáng. Cái dòng này thì nó sẽ không có cái khóa bên hông, mà là nó cái mẫu này là nó sẽ nằm vậy luôn nè, anh em lưu ý nó không có khóa và cũng không có khóa tia luôn đó. Vậy là mình bấm là mình xài thôi đó, à, tia ngang nè, tia đứng nè, đó đỏ đỏ siêu sáng nha, nó sáng mạnh lắm rồi nè, thấy không? Thế nên muốn rẻ hơn mình sẽ xài cái dòng này, hai tia treo tường màu đỏ. Cái dòng này có cái mã là L09S nha, SBL09, SBL09. Dòng này chỉ có cân bằng thôi anh em, nó không có khóa tia, nó chỉ vậy thôi. Và chúng ta tắt vậy, ta đem dẹp nha, nó không có chế độ khóa tia và nó không có khóa cái con lăn này luôn, nằm vậy thôi, khi bấm thì chúng ta bấm lên chúng ta xài thôi nha. Rồi không chúng ta tắt, rồi nó chỉ chức năng vậy thôi đó. 2 triệu cho cái dòng này, hàng cũng chính hãng Lifestyle bảo hành 1 năm, tia sáng gấp 5 lần anh em, gấp 5 lần tia sáng thông thường. Cái chân y chang ha, thiết kế chân y chang. Cái dòng này thì nó sẽ chân nó không có pin pin thường nha, chứ không có pin sạc anh em. Cái dòng này thì nó sẽ pin thường, nó sẽ trang bị chúng ta là những cái pin thường ở đây, thay pin màu đỏ nó cũng lâu hết lắm. Đây nè, ba cái pin thường nó bỏ vô nó xài thôi nha, bỏ ba pin thường vô, pin thường anh em bỏ nó đúng nha. Cái này lộn rồi nè, nó sẽ có ký hiệu bên đây nè, âm dương mình bỏ cho nó đúng là mình xài được thôi. Đó. Ok ha, rồi gắp vô. Đó, ngon lành ha. Rồi tắt ha, nó vậy thôi nè, 2 triệu cho con này. Rồi ok, nãy giờ mình tổng hợp hết những cái dòng mà máy cân bằng laser Lifestyle mà rất là nhiều anh em hay sự tin dùng mà mua, thì trong mình bán trong thời gian như con này là khoảng 4 năm nay ha, xài rất là tuyệt vời luôn nha, rất tuyệt vời luôn. Rồi anh em đã nhu cầu mua thì liên hệ số điện thoại dưới nhà, giá mình là giá tại cửa hàng chưa bao gồm cái ship. Trong bốn mẫu này chỉ có hai mẫu lớn là đã có chân nha, còn hai dòng treo tường, đã thiết kế treo tường thì không có kèm chân. Còn cái dòng 3D với dòng kia thì nó vừa treo tường, nó có chân nữa, thì nó đa năng hơn, thì nó mắc hơn một chút đó. Anh em đã nhu cầu mua thì liên hệ nhé. Một nữa, các bạn xin chào và hẹn gặp lại.